bà con, cô bác, anh chị em. Mình là Nghĩa, hiện tại đang làm tư vấn bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Thăng Long tại địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt trong chiếc xe Toyota Innova. Đây là phiên bản số tự động nhưng không phải là bản G cũng chẳng phải bản V. Nó tên gọi đầy đủ là Innova Venturer. Đây là một phiên bản hoàn toàn mới, có thể coi là phiên bản đặc biệt của dòng xe Toyota Innova và chỉ xuất hiện tại thị trường từ đầu năm 2018 tới nay. Đây là tổng thể khoang nội thất của chiếc xe. Xe thì cũng khá giống như bản G, 8 chỗ ngồi. Đó các bạn đây. Xe rất là rộng rãi, 8 chỗ ngồi, đầy đủ tất cả điều hòa cho mọi hàng ghế. Đó các bạn có quan sát được không ạ? Trần cao này, đủ tất cả điều hòa, cửa gió đầy đủ cho mọi vị trí trên xe. Đối với cái bản Innova G này thì nó có một cái điểm rất là đặc sắc. Toàn bộ cái trang bị tiện nghi của nó rất là cao cấp. Các bạn có thể quan sát thấy đây. Đây, toàn bộ là tất cả chỗ này đều là chi tiết bằng gỗ hết. Cực kỳ đẹp. Đó, màn hình DVD 7 inch. Có kết nối đầy đủ tất cả các chức năng. Tay lái các bạn nhìn đẹp không ạ? Bọc da này, ốp gỗ này, mạ bạc này. Tay lái 3 chấu, đầy đủ tất cả các phím chức năng, kể cả ra lệnh bằng giọng nói luôn. Đây là cụm đồng hồ này các bạn. Cụm đồng hồ trên con Innova này, hai vùng đồng hồ riêng biệt, rất là đẹp. Innova phiên bản này thì sẽ được trang bị tới 7 túi khí, cân bằng điện tử này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, các kiểu luôn, đầy đủ hết. Hai chế độ lái Eco và Power đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Đó. Hiện tại cái xe Innova Venturer này thì đại lý đang bán với giá là 855 triệu đi kèm chương trình khuyến mại khoảng tầm 30-35 triệu gì đó tùy từng thời điểm. Các bạn lưu ý là đối với cái phiên bản Venturer đặc biệt này, xe nó chỉ có duy nhất hai màu thôi, đó là màu đỏ và màu đen. Đó thì các bạn có thể cân đối. Nếu mà cần tư vấn cụ thể về dòng xe này thì có thể liên hệ với tôi là Nghĩa. Số điện thoại của tôi là 0971054888 này. Tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn 24/7 luôn, bất kỳ lúc nào các bạn nhé. Xe có hỗ trợ vay mua trả góp lên đến 90% giá trị xe. Đó, vô lăng rất đẹp luôn. Con Innova này vỏ nó cũng rất dày các bạn, nó không giống như các dòng Innova trước đây. Đó, các bạn thấy Innova là một trong số những cái dòng xe 7 chỗ, 8 chỗ mà rộng rãi nhất trên thị trường luôn. Không có xe nào bằng, thậm chí cả là Fortuner luôn cũng không bằng. Không rộng mà không bao giờ rộng bằng được Innova. Đó, chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.